Có bao giờ sửa xe xong, quý vị tự hỏi sau khi sử dụng thì dầu nhất thải tại các điểm sửa ô tô xe máy sẽ được xử lý như thế nào chưa? Đây là chất thải nguy hại, phải được xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thế nhưng, có một số nơi sẽ lựa chọn cách nhàn hạ hơn, không cần tốn phí xử lý mà còn tìm được nguồn thu từ dầu nhất thải. Nhiều ngày theo dõi các cơ sở tái chế dầu nhất thải lậu trên đường sông Mây 4, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi ghi nhận hàng ngày có trên dưới 20 lượt xe tải có trọng tải lớn ra vào các cơ sở nấu dầu nhất. Mỗi chuyến, xe tải này chở được trên 50 thùng phi sắt, chứa 200 lít nhất thải mỗi thùng phi. Hơn 17 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2023, xe tải chở 67 thùng phi nhất thải loại 200 lít đi trên tỉnh lộ 767 thì rẽ vào đường sông Mây 4, giao cho cơ sở nấu dầu của ông Quang nằm ở cuối đường này. Xe tải này sau đó vượt qua cánh cổng có ghi dòng chữ khu quân sự cấm vào mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào. Đến cơ sở nấu dầu, tài xế bấm còi tín hiệu cho người bên trong mở cửa. Khi xe tải vào bên trong, cánh cổng lập tức đóng lại. Nhóm nhân viên của cơ sở nấu dầu bốc xếp các thùng phi nhớt xuống lưu kho. Cứ như vậy, chúng tôi còn ghi nhận nhiều xe thường xuyên cung cấp nhất thải cho các cơ sở nấu dầu ở đường sông Mây 4 trong nhiều ngày liên tục. Bám theo một xe tải chở thùng phi rỗng, chúng tôi phát hiện xe tải này chạy về một điểm thu mua dầu nhất thải ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Bên trong điểm tập kết, hai người đàn ông mở thùng xe, chuyển các thùng phi sắt rỗng xuống. Cùng lúc này, có hai xe máy chở 10 can nhựa dầu nhớt thải đặc quánh chạy đến bán cho điểm thu mua. Bên trong khu xưởng này vô cùng nhếch nhác, dầu nhớt thải vương vãi, nhuộm đen cả nền sân, mùi hôi hám sặc sụa. Xung quanh chất rất nhiều thùng phi không được che đậy, việc này hoàn toàn có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ. Cũng bám theo một xe tải khác là nguồn cung nhất thải đều đặn cho các cơ sở tái chế dầu nhất thải lậu trên đường sông Mây 4. Chúng tôi phát hiện điểm tập kết nhất thải diện tích khoảng 500m2 nằm dưới chân cầu Phú Long, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày có trên dưới 10 xe tải lớn nhỏ và hàng chục xe máy đến bán nhất thải. Sau nhiều ngày theo dõi, chúng tôi ghi nhận hàng ngày có khoảng 100 lượt xe máy từ xưởng túa ra các tiệm sửa xe, khu công nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh để gom nhất thải. Nhất thải gom về được cho vào các thùng phi sắt. Sau khi gom đủ hàng, những người này lại đi giao cho lò nấu dầu. Quá trình thu gom nhất thải của các chân rết và tại các điểm thu mua nhất thải này đều thực hiện tự phát, thủ công, không có đồ bảo hộ. Với quy trình thu gom dầu nhất thải này có dấu hiệu vi phạm quy định về môi trường, yêu cầu về lưu trữ, mua bán, quản lý chất thải nguy hại theo quy định của luật bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các cơ sở này không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Trong vai người tìm nguồn nhất thải để tái chế, chúng tôi tiếp cận nam tài xế vừa cung cấp một xe tải dầu nhất thải cho cơ sở nấu dầu của ông Đức trên đường sông Mây 4. Tài xế này cho hay, mỗi ngày 2 buổi, các chân rết sẽ túa đi khắp các tiệm sửa xe thu mua dầu nhất thải với giá 4.000 đồng một lít, bán lại cho nhiều điểm thu mua với giá 6.000 đồng một lít. Chủ một chuỗi tiệm sửa xe máy lâu năm ở thành phố Biên Hòa cũng cho biết, trước đây, dầu nhất thải sau khi thay cho khách thì mang đổ vào can nhựa, sau đó chuyển cho công ty môi trường xử lý theo quy định. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, người này không cần tốn tiền cho việc đổ dầu nhất thải. Ngược lại, còn có thêm thu nhập hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy là qua nhiều ngày theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm ra những chân rết cung cấp nhất thải cho các cơ sở chế biến dầu nhất thải lậu. Những cách mà các cơ sở này phù phép dầu nhất thải thành dầu nhất xịn, và thậm chí là đường đi cũng như những nơi sử dụng loại dầu nhất này. Những hành vi này nguy hiểm mọi bề, lại gây ô nhiễm môi trường, đe dọa cuộc sống của người dân trong khu vực. Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, cơ quan chức năng cũng đã có những bước kiểm tra ban đầu đối với các cơ sở này. Xin mời quý vị đón xem trong các bản tin sau.